Mọi người có biết từ thời năm 1900 ngày xưa người ta chơi xe như thế nào không? Đó là như thế này nè. Hồi đó mà có combo như này á thì thôi cô gái ao tụ đổ. Còn bây giờ thì sao anh em? Thên. Đó anh em. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì sau những ngày làm việc bận rộn, đi quay, đi diễn tùm lum hết, thì hôm nay mới có dịp rảnh rỗi để review cho anh em một chiếc xe phải nói là siêu phẩm CBR650R. Ngầu thần thái, chuẩn thần tốc. Đặc biệt nha anh em, cái con này là bản 2021 luôn nha anh em. Chất như nước cất luôn anh em ơi. Cái gì chất vậy anh? Ủa, ở đâu xuất hiện đây? À thì em nghe giang hồ đồn là hôm nay anh Minh Baker có review chiếc xe chất như nước cất luôn á. Nên em đi đây em học hỏi kinh nghiệm. Giang hồ đồn hay là cameraman đồn? Đi đâu quay cũng thấy xuất hiện hết. Rồi, hôm nay anh sẽ kể cho em một xíu về cái vấn đề mà đam mê nó đưa anh tới đây. Đó, là có nghĩa là hồi từ lúc nhỏ đó, cái niềm đam mê big bike phân khối lớn anh đã đam mê rồi. Từ lúc anh nhỏ xíu, anh học lớp 1, lớp 2 rồi, anh đã cảm nhận ở trong mình có niềm đam mê cháy bỏng luôn. Biết cháy bỏng vì sao không? Sao? Là mỗi lần mà anh ngồi trong nhà mà anh nghe tiếng mô tô ui, 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 là anh chạy ra cho bằng được, anh phải nhìn chiếc xe bằng được. Nhưng mà chạy ra thì xe chạy mất tích rồi, tại chạy nhanh quá. Rồi sau này anh em thấy không? Mỗi lần đi uống cà phê với anh em, sau này mình lớn lên uống cà phê với anh em là anh liều lôi cái vấn đề Honda Big Bike nè, đó, phân khối lớn nè. Anh ra anh nói chuyện với lại mọi người. Đến nỗi mà mọi người á, giống như em nè, em mê xe luôn, em đòi mua xe cho bằng được đó, thấy không? Thấy không? Rồi ok, nãy giờ anh nói lan man quá hả? Ok, bây giờ mình sẽ tập trung vào để mình giới thiệu cho em với lại mọi người sẽ biết nhiều về con xe này ha. Ok em luôn, uy tín. Rồi, thì vào bây giờ mình sẽ tập trung vào chuyên môn. Em thấy anh có đẹp trai không? Em có thấy chiếc xe này nó có đẹp không? Thì bây giờ mình sẽ nói những cái điều cơ bản ha, mà ai cũng biết. Đó, ví dụ thông số xe. Chẳng hạn như là xe này 649cc. Đó, rồi 94 mã lực. Chiều cao yên 810. Nhưng mà cái chiều cao yên anh muốn em thực tế hơn. Em ngồi lên thử cái con xe này một, với một cô gái 1m62 như em, thì ngồi lên xe này có thoải mái không? 63 hả? Ok luôn. 60 1m8 luôn. Ok luôn. 1m8 luôn. Rồi nhờ ngồi thử coi. Sao? Anh em ơi, với chiều cao 1m8 trừ mười mấy cm thì ngồi rất là thoải mái nha anh em. Đối với nữ vẫn ngồi thoải mái, và cái con xe này mình thấy nam hay nữ đều chạy rất là ok, nhìn rất là ngầu luôn. Anh em xem clip có thấy tôi không? Xem mà thấy cảm thấy là ngầu. Rồi bây giờ anh sẽ quay vô cận đây. Tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là anh thấy cái ghi đông của con xe này không? Đó, nó là ghi đông Sport City. Thì nó cho em sẽ cảm giác thoải mái hơn một chút. Đó, chạy thoải mái hơn. Đi trong thành phố nó rất là thoải mái. Ok chưa? Cái điều đặc biệt nhất của con này là bình xăng nó hơn 15 lít. Đi được, em đổ đầy bệnh nha, em đi được 300 cây. Nhiều quá. Tùy theo cách mình chạy nữa. Thì mình đi phượt xa được nè. Từ đây mình sẽ đi ra Phan Thiết dư xăng luôn. Đi ra Phan Thiết Bình Thuận là dư xăng luôn á. Đổ đầy bệnh là đi thoải mái luôn em. Thấy thích không? Thích rồi. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đi vào cái chi tiết về cái dàn đầu nó trước ha. Anh sẽ giới thiệu cho em về cái dàn đầu xe nó trước, rồi từ từ mình ra, từ từ ra sao. Ok, okay chưa? Đây, em nhìn cái đầu đèn màu đen, ngầu không? Ngầu, đẹp quá trời luôn. Đặc biệt con xe này được trang bị luôn là full LED luôn. Kể cả xi nhan, đèn là full LED. Em thấy cái đầu nó giống con gì? Con dế. Cái đầu nó ngầu giống như là những con
CB1000 đúng không em? Ừ. Rồi đây là cái phuộc upside down mà em hay nói lộn là upside down đó. Này là phuộc upside down của Showa nha. Cực chất, cực xịn luôn. Rồi đây là phanh đĩa. Okay. Thấy không? Thấy nguyên hai cái phanh đĩa không? Hai cái không? Thấy rồi. Đó. Thì đương nhiên những con xe này phải có trang bị ABS để cho em thắng an toàn hơn. Đúng. Đó. Còn heo dầu của nó là heo dầu Nissan. Cái đường kính đĩa này á là 310mm. Biết 310mm là sao không? Là sao? Là 310mm. À, thấy đẹp không? Rồi đặc biệt an toàn luôn. Anh thích nó là thích có ABS đó. Ừ. Đã vậy còn trang bị thêm phuộc này nữa. Nhìn cực đẹp. Nó với cái màu đen á, nhìn nó tôn lên liền. Nó tôn lên cái màu vàng này liền ha. Nhìn cực kỳ thích. Và đặc biệt xe này đương nhiên là phải bốn máy rồi. 650 là phải bốn máy. Ừ. Thì bây giờ anh sẽ giới thiệu cho em thêm về cái phần đồng hồ là mới hay nè. Đồng hồ được trang bị LCD. Ghê vậy? Ghê không? Rồi bây giờ anh quay cái đồng hồ ha. Ok. Nè Vinix, em có thấy không? Cái đồng hồ màn hình full LCD luôn, thấy chưa? Đẹp ghê luôn á. Ghê chưa? Đặc biệt luôn với những người mà mới tập chơi á, thì chiếc xe này nó có báo số luôn. Ồ. Báo số nằm đây, thấy chưa? Em đá số là em biết em đang đi ở số mấy. Ừ. Đó. Rồi báo xăng, rồi báo giờ, rồi báo số km, báo odo, báo ABS, đầy đủ không thiếu một cái gì. Ừ. Thấy trang bị công nghệ hiện đại không? Quá hiện đại đầy đủ luôn á. À, thấy hiện đại thì mua đi. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ đi tới phần sau. Rồi tiếp theo là anh sẽ cho em là cái phuộc sau là dạng monoshock, có thể tinh chỉnh 10 mức luôn. Wow. Ghê không? Ghê dạ. Ừ. Thì ở phía sau nó vẫn được trang bị thắng ABS, rất là an toàn. Ừ. Đó, rồi heo dầu Nissan. Ừ. Tiếp theo là cái đĩa thắng với đường kính em biết bao nhiêu không? Không. 240mm. Nó sẽ nhỏ hơn cái trước. Rồi là nó đúng. Cái điều đặc biệt nữa. Ừ. Nó hay ở chỗ này nè em. Ừ. Cái yên của nó. Thấy yên của nó không? Em biết. Biết cái gì nói nghe. Em để ý nãy giờ rồi, yên liền đúng không? Ừ. Để làm gì? À, để dễ ngồi. Đúng rồi, để cho những người đi sport nhưng mà người ta vẫn có thể chở một nửa kia hoặc là chở ai đó ở đây. Nó rất là thoải mái luôn. Nó đặc biệt cái điều mà anh thích ở con xe này, điểm cộng mà anh thích. Thay vì những cái con sport trước kia là người ta yên 2 tầng, nó nhọn và nó nhỏ, người ngồi phía sau rất là khó chịu. Nhưng mà con này ngồi cực thoải mái luôn. Chút nữa anh sẽ chở Vinix đi một vòng cho Vinix cảm nhận lại cái độ thoải mái mà cái con xe này đem lại cho mình. Ok, đúng ý em luôn á. Em thích nhất cái điểm này. Còn cái đuôi này khỏi nói luôn. Ừ. Rất là chắc chắn. Ừ. Còn mâm này là mâm 17 inch nè em. Ừ. Đó, được làm từ hợp kim luôn. Wow. Ghê chưa? Nói chung là con xe rất là xịn sò, mọi thứ từ phần đuôi đến phần đầu. Nhìn rất là chắc chắn thôi em ạ. Từ đầu tới đuôi luôn á. Ừ. Ủa anh, vậy em thắc mắc là cái bản 221 này nó khác gì bản 220 vậy? Trời, em hỏi mấy câu khó quá à. Thì bản 221 thì nó khác 220, bởi vì bản 220 đó là 220, 221 là 221. Giỡn thôi, bây giờ ok, anh sẽ giải thích cho em nghe luôn. Thì cái con 221 này nó khác 220 là gì? Thì hệ thống khí thải của nó được nâng cấp lên, đạt tiêu chuẩn tốt hơn. Và ở đây như em thấy không, đó là phuộc sẽ được nâng cấp lên, cũng số qua nhưng là SFFBB. Ừ. Thấy không? Nói chung là nó nhằm mục đích là nó sẽ có độ nhúng tốt hơn cho mình. Đúng rồi. Ừ. Và đặc biệt một cái này mới hay nè, cho những người mà thích vừa đi vừa sử dụng điện thoại như em, là ở dưới phần dưới yên này nó sẽ có một cái cổng sạc USB. Trời. Để sạc thiết bị, những cái thiết bị điện tử. Rất là xịn sò theo xe nha, hàng theo xe chất lượng cao. Đây là xe dành cho em, đây là chiếc xe dành cho em luôn. À, em thấy sao? Xe xịn quá à. Quá xịn luôn, còn chờ gì nữa mà không xuống tiền mua xe. Không lẽ giờ em lên từ 250 lên 650 chứ. Ồ, nãy giờ anh review cho em á, em không có cảm giác em muốn trải nghiệm con xe này hả? Nhìn là biết xịn rồi nhưng mà em vẫn muốn trải nghiệm chứ. Rồi thì bây giờ trước hết à, em, anh sẽ chở em trên con xe này. Ừ. Để em cảm nhận cái yên ngọt ngào của này, và anh sẽ cảm nhận cái độ xe của này, mình sẽ cho anh em biết thực tế của xe này sao sao. Rồi ok anh em. Rồi mình bắt đầu đi nè ha. Sao điều đầu tiên anh thấy là ngồi rất là thoải mái đúng không? Anh cũng ngồi, anh cảm giác anh cũng rất là thoải mái luôn. Có thể nói là đúng là Sport City và cái yên liền này thì đi trong thành phố thì thôi khỏi chê luôn. Perfect.
Mà cái bô này anh em nào mà muốn cái cảm giác âm thanh mà phê hơn á thì anh em nên lên bô độ là đã lắm. Với người 1m7 như mình, tạng người thì bình thường thì ngồi rất là thoải mái, dễ chịu. Buộc thì êm ái nè, lên thì nó nhanh, lên rất là nhanh và hiển thị báo số đầy đủ. Cho những người mà mới tập chơi mít bay á, anh em mới tập chơi nè, thì nó cũng rất là tiện lợi cho anh em ha. Đang đi số 4 nè, số 5 nè, số 6 nè, rồi 6 số là hết rồi đó, xuống số nè, nó thấy là rất là thích ha. Nhẹ nhàng, rất là nhẹ luôn anh em, cái con nó nhẹ như cái xe ẹt luôn á anh em à. Đồng hồ hiển thị rất là rõ, khi mà trời nắng non mà mình đang quay gì cũng rất là rõ ha. Con này á, mình đu vô mình đi phượt là không sợ mỏi luôn á, thoải mái. Rất là thích hợp khi mà anh em thích sờ bọt mà anh em sợ mỏi tay mỏi lưng á, là mua con này là hợp lý nhất luôn, không có con nào mà hợp lý hơn nữa luôn á. Đúng rồi, chở bạn gái ngồi phía tao là ôi nhức nách luôn anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái đường nào gồ kề để mình test phục mới, phục new. Rất là phấn khích anh em, 650 nó không quá yếu anh em, nó đủ để anh em chơi luôn rồi đó, đủ sức mạnh để anh em chơi mỗi con xe như thế này. Ngược xe đó, rồi để tìm một cái đường nào gồ ghề để coi cuộc nó sẽ như thế nào. Có êm không, có êm như nãy giờ Minh đồn không? Nãy giờ em có mỏi xíu nào không chứ nết? Dễ chịu đúng không? Dễ chịu, ok. Mình đang test thực tế cho anh em luôn á anh em. Rồi, sẽ có cái đường gồ ghề ở phía trước đây. Đó, lên dốc nào. Gồ ghề. Nó sẽ rung nè. Rồi, rất là êm ái luôn. Quá êm. Quá êm và quá khỏe. Con này mình nghĩ là đi tour là má cháy bồ chát luôn. 10 điểm. Đó là những gì mà mình đã cảm nhận được về con xe này. Sức mạnh vừa đủ, êm ái, thoải mái, tiết kiệm. Những gì mà mình đã trải nghiệm cái con xe này như vậy. Còn anh em cảm giác như thế nào thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Ok anh em.